Thưa các bác là vào trong này là không thể chịu được, lại phải quay ngay. Mới chuyển hộ với cô kia cái cây ở nhà trong này nhắm mua ấy. Chắc đấy. Thì thấy đẹp quá lại phải quay. Đợt trước là đợt trước có quay ở trong này rồi nhưng mà hôm nay tôi toàn thấy cái mới. Giả tí. Hôm nay con tao nó về nó 2 bó bòn nó 100 triệu đấy. Đấy. Kinh nhỉ. Hôm nay nó mua 70 triệu. Đây là hoa giấy Mỹ nhỉ chị nhỉ? Giấy Mỹ. Mày có bảo chồng thôi phải không bán bằng giấy Mỹ ghê chưa? Thế nếu mình bán cùng với người ta đồ giá nó. Bệ dưới thì không có gì nhưng mà bên trên thì kinh không? Thì mà nó bán được vững người ta thấy hợp lý. Ghê chưa? Hợp lý hơn ở dưới quê đấy, người ta thích mua như thế sao vào thì mình mời coi. Đang mua bán. Người ta không mua, không phải người ta hỏi cây đấy mà cũng có nhiều cây ta hỏi. Đấy. Ông làm sáng thì khen thì cố thì không thấy mua. Nhiều khi ta cổ thiếu nhưng mà nhiều nhiều thì nó bán được. Như vậy cái tội là. Đấy này, bố bắt không ngại đấy, bố bà cho bảo ông thả mua, phải vài. Thông quan thôi nha. Ta tần lấy ở dưới cây. Ừ. Đúng rồi, bắn ngân hàng vào nó tiện. Đỡ phải đếm. Ổi rô, euro. Rồi. Cái này đặt trước có quay rồi. Đặt trước có quay cái này rồi. Hôm nay nhìn nó dễ hơn. Em lên vào đường vào thì em lên vào vào. Đấy. Đẹp lắm. Khế đẹp quá. Trong này tôi hạn chế hỏi giá vì là mình còn cái đẹp mình không mua. Mình vào quay kiểu kiểu tham quan ấy. Các bác. Đây các bác thông cảm nha. Đấy. Là chú Thủy. Tôi xuống cái xe máy đây. Là Hán. Đẹp chưa? Chị mua cái cây chắc của bà bao nhiêu tiền đấy chị ơi? Cái cây chắc ấy chị mua bao tiền đấy? Cây chắc này á? Vâng. À thế à? Ui cây là Hán này thì có cảnh nó buồn dã man. Đấy. Tay này nó buông rất dài các bác. Nhìn này. Rất dài. Đấy, xuống ở dưới này. Rất hay. Củ tuyết. Củ này là củ để làm gì nhé? Không phải xanh lì hoặc sộp gì đấy. Dưới 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 lão đấy rất hay. Và những cây tuyển chọn không. Chậu đẹp chưa? Là chú Thủy. Mùa này nên để cái cây nó vào cái bể nước như này đỡ hại cây. Tưới không cần tưới nhiều lắm, tự hút lên. Nào. Cái loạt cây vừa rồi bán hết rồi sao chị? Đấy. Dính như thế kia.
đây có những cái đôn với cái chậu cực kỳ đắt tiền đó. Đây này. Cực kỳ đắt tiền, cái đôn voi này này, này gần chục triệu một cái này. Cái đôn voi này một cái đôn voi như này thì bao tiền cái chị? Đôn voi bé đấy ạ. Vâng. Mini đấy ạ. Đây cái màu chấm chấm này. À cái đôn màu xanh đấy là 6 triệu một đôi. Vâng. Đẹp. Cây mà để ở đấy. Cây nào xứng đáng mà để ở đấy. À còn cái đôn trắng trắng nhỏ nhỏ thì khi nào? À. Hàng mới hả? Vâng. À. Hàng dưới này chất lượng hơn. Ở đây có cái cây tùng la hán đẹp quá. Làm da nó cứ bóng ạ. Lên nét đi nào. Đấy các bạn. Điều luyện. Rất điều luyện. Đây là cái da này các bạn nhé. Cái tử dưới. Bây giờ cháu bảo nếu mà sửa như thế nó tính 3-400 thì bây giờ Hà Long bán con này đi 3-400 ví dụ thế. Còn hơn là mình sửa mà trong khi đó sửa cái xe này phải giờ đến Tết là xong đi. Còn giờ mình có một cái vườn như này. Vườn rất nhỏ đây. Cái me này mùa này mũi xanh mướt đều thế. Mùa này mà nó cứ xanh mướt rồi chị nhỉ, toàn lá non. Cái này mua của bà bao tiền chị? Đẹp quá. Đẹp quá. Rồi. Tìm cây nào xấu xấu mà không thấy. Ôi cái bộ bàn uống nước. Bộ bàn uống nước tuyệt vời. Cộng với lại nếu như mà bây giờ thằng bán thằng em nó hạch toán nên mua đồ xịn, mua đồ lẻ thì hết bao nhiêu và cũng gọi là hạch hạch chơi phải như này các bạn. Cây đẹp không nói nhưng mà phải chậu chậu phong cách chơi rất gớm mày. Đầu tiên tôi quay rồi cũng là một tuyệt phẩm đấy. Tán làm rất lưu luyện chứ không phải là gì mà đấy. Nên là nếu mà cái tư tưởng của cậu bạn ấy mà nó có cái tư tưởng của nó là nó không làm nó không đi nữa thì làm phán nó hai cái bàn uống trà này. Cái mẫu đơn này mới hay này. Mẫu đơn ta ấy. Mẫu đơn ta đó. Mẫu đơn ta mà cái bệ đấy nha các bạn nhá. Mini thôi mà cái bệ đấy nha. Trong này hơi tối. Mẫu đơn ta ấy nha. Quái chưa? Đấy, quái chưa? À, tối quá. Cái này dã man. Cái đỗ quyên này bao tiền chị? Bệ đẹp lắm à. Chị nha. Đỗ quyên chị đây nha. Nhiều tiền lắm.
tầm 700 chẳng hạn, ví dụ thế. Thì bây giờ là cửa thấp nhất và nó có tầm khoảng bao nhiêu? Cửa 2 hay 300 thì đấy. Nhưng mà sẽ phải là là hả? Quả dâm bụt mà kinh đấy, sự tích cây dâm bụt kinh chưa. Ôi thôi nhưng mà triển vọng lắm, triển vọng lắm các bác. Ôi thôi. Đây các bạn, cây chắc vừa mới quay ngoài kia đã ở trong này rồi. Là hán. Hán giấy nằm ở dưới này. Đỉnh trắng. Rất nhiều là hán kìa. Tầm lũa một dãy tùng thơm. Đi một lượt quay vào cái giữa này để quay không có bỏ sót mất giấy. Đúng ra mỗi cây phải làm một clip bạc, cây nào cũng đẹp. Lại xin phép quay lướt qua lướt xe này kia mất cái chơi. Dâm bụt vàng nhỏ đấy. Đấy, okay. Trang hồng, hồng phấn. Hồng, trang hồng.
xin phép kết thúc video này các bạn nha. Hẹn gặp lại nhé.